Ok, và xin chào tất cả các bạn đến với kênh của mình. Thì trong video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái vài cái thủ thuật mà các bạn cần biết để sử dụng Zalo trên máy tính. Thì hiện nay có hai cái mạng xã hội rất là phổ biến hiện nay, đó chính là YouTube và Facebook. Thì ngoài ra còn có hai cái ứng dụng rất là phổ biến nữa, đó chính là Zalo và Skype. Thì hai cái ứng dụng này giúp cho các bạn có thể nhắn tin và gọi điện miễn phí trên điện thoại hoặc là trên máy tính. Và ở thị trường Việt Nam thì cái Zalo đang rất là nhiều người sử dụng để chat, gọi điện và nhắn tin hàng ngày. Đó, thì trong video này mình sẽ hướng dẫn và giới thiệu cho các bạn những cái tiện ích, những cái thủ thuật hay mà các bạn cần biết để sử dụng. Nếu như các bạn thấy video mình hay và hữu ích thì hãy cho mình một like và đăng ký kênh Kiến thức Dạo của mình để xem những video và thủ thuật mới hàng ngày nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn những cái mẹo và thủ thuật hay mà các bạn cần biết. Ok. Và cái thủ thuật đầu tiên mà các bạn cần biết đó chính là cách thay đổi avatar và Zalo và cập nhật thông tin cho tài khoản trên máy tính. Đó. Thì các bạn chỉ cần vào cái ứng dụng Zalo trên máy tính của các bạn nè. Các bạn tích chọn vào hình avatar ở góc phía bên tay trái nè. Thì tại đây nó sẽ hiện cái thông tin của các bạn lên. Các bạn chỉ cần click vào mục chỉnh sửa thông tin. Đó. Thì các bạn có thể chỉnh sửa được hình avatar nè, tên nè, ngày tháng năm sinh và giới tính của các bạn. Ví dụ bây giờ mình sẽ cập nhật avatar cho tài khoản Zalo của mình nha. Đó, mình chỉ chọn một hình ảnh trên máy tính, sau đó nhấn Open để cập nhật. Việc cuối cùng là các bạn chỉ cần click vào cái mục cập nhật để thay đổi cái thông tin tài khoản của các bạn. Đó. Đó là cái thủ thuật thứ nhất mà các bạn cần biết. Và cái thủ thuật thứ hai mà các bạn cần biết đó chính là chụp ảnh màn hình qua Zalo để gửi cho bạn bè hoặc là sao lưu trên máy tính. Đó. Thì các bạn chỉ cần vào cái mục trang bạn bè của bạn nè. Đó, các bạn click vào cái hình chữ Z ở phía bên tay dưới. Cái chữ Z ở phía dưới nè, các bạn chỉ cần click vào để mở cái tính năng này lên. Hoặc là các bạn có thể nhấn tổ hợp phím là Alt Control S. Alt Control S để mở cái tính năng này lên. Thì trước khi chụp thì các bạn cần phải mở cái giao diện, cái trang mà các bạn muốn chụp. Ví dụ mình ra màn hình desktop nè, hoặc là ở trên trình duyệt Google Chrome. Sau đó mình nhấn tổ hợp phím là Alt Control S. Đó, thì nó sẽ mở lên cái khung như vậy. Các bạn chỉ cần chọn, nó kéo chọn cái khung, cái vùng chụp mà các bạn muốn chụp. Đó. Thì sau khi các bạn chọn khung xong thì các bạn có thể viết chữ hoặc là vẽ lên cái hình này. Ví dụ mình sẽ viết lên nha: đăng ký kênh Kiến thức Dạo nhé. Đó, ok, như vậy là mình đã viết chữ lên đây. Sau khi viết chữ thì các bạn cũng có thể vẽ lên nè. Đấy. Sau đó các bạn chỉ cần click vào mục lưu để lưu lại, lưu trên máy của các bạn, hoặc là ấn click xong để hoàn tất. Thì cái hình này các bạn có thể gửi cho bạn bè. Ok, như vậy là xong cái thủ thuật thứ hai. Và cái tiện ích và cái thủ thuật thứ ba mà các bạn cần biết trên Zalo đó chính là Zalo nó cho phép các bạn có thể chia sẻ tài liệu trên cái ứng dụng này. Và tại cái cửa sổ chat, các bạn chỉ cần click chọn vào cái hình bánh răng. Không phải, các bạn chỉ cần click chọn vào cái hình cái kẹp. Các bạn chỉ cần click chọn vào cái hình cái kẹp cho mình. Và nó sẽ mở ra một cái cửa sổ như vậy. Các bạn chỉ cần tìm đến cái đường link, cái tài liệu hoặc là hình ảnh mà các bạn muốn chia sẻ. Ở đây mình sẽ chia sẻ cái tài liệu này nha. Sau đó các bạn click OK. Chỉ cần chọn tài liệu và click OK Open nè. Thì ngay lập tức nó sẽ chia sẻ tài liệu lên cho các bạn. Rất là nhanh.
Thì về công việc văn phòng thì các bạn có thể chia sẻ tài liệu, gửi tài liệu thông qua cái ứng dụng Zalo này. Ok, thì thông qua cái tiện ích chia sẻ tài liệu này, nó sẽ giúp cho những bạn, đặc biệt là những bạn đang làm về văn phòng hoặc là về giáo viên, làm về công chức, thì cái việc mà chia sẻ tài liệu Word với hoặc là Excel nó sẽ rất là tiện lợi và rất là nhanh, thay vì phải sử dụng cái chức năng là gửi mail. Thì các bạn có thể sử dụng cái chức năng này để gửi tài liệu. Và ngoài ra các bạn cũng có thể lựa chọn cái cách gửi file qua cái dịch vụ đám mây để tăng cái tính linh hoạt trong công việc của mình, hoặc là gửi những cái file có dung lượng lớn đó. Và chức năng thứ tư mà mình muốn chia sẻ cho các bạn đó chính là tính năng truyền file. Để tải cái mục truyền file nè, thì các bạn có thể upload lên một cái file có dung lượng khá là lớn, như là file nhạc nè, file video, hoặc là một cái phần mềm nào đó mà có dung lượng lớn, các bạn có thể up lên đây. Sau khi các bạn đã up lên rồi thì các bạn có thể chia sẻ cái file này cho bạn bè. Bạn bè của các bạn có thể tải cái file này xuống đó. Thì trên đây mình đã chia sẻ một cái video nè, có dung lượng là tới 79 MB, một cái dung lượng khá là lớn để các bạn có thể gửi mail. Các bạn chỉ cần click chọn vào cái hình dấu ba chấm nè ở mục thêm, sau đó các bạn gửi file từ Google Drive. Thì cái điều này bắt buộc các bạn cần phải có một cái tài khoản Google. Các bạn đăng nhập cái tài khoản Google của bạn vào để mở kích hoạt cái tính năng là Google Drive của bạn, để sử dụng cái chức năng chia sẻ tài liệu trên Google Drive, dịch vụ đám mây. Ok, như vậy là mình đã giới thiệu và hướng dẫn cho các bạn một số tính năng hữu ích trên cái phần mềm Zalo trên máy tính, giúp cho các bạn có thể sử dụng Zalo được dễ dàng hơn. Ok, thì đến đây mình đã hướng dẫn xong cho các bạn. Nếu như các bạn thấy video mình hay và hữu ích thì hãy cho mình một like nhé. Và đừng quên đăng ký kênh của mình để xem nhiều video mới và còn những cái thủ thuật mới hàng ngày. Và cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Và xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần tới. Bye bye.